皆さん。こんにちは。こんにちは。コスモスのゾンです。リンです。はい。Hôm nay, Linh 先生 sẽ giới thiệu với chúng ta về một chương trình du học rất là đặc biệt. Chương trình du học với rất nhiều ưu đãi dành cho những bạn tốt nghiệp đại học. Chương trình được thực hiện bởi một đối tác của Học tiếng Anh Cosmos, đó là GTN. Cụ thể chương trình này như thế nào, các bạn hãy chú ý theo dõi phần giải thích sau đây của Linh CC nhé. Xin chào các bạn. Đối với các bạn học sinh học tiếng Nhật ở Cosmos, thì một trong những cái nhu cầu rất là lớn của các bạn là đi du học ở bên Nhật. Và qua đó có thể tìm kiếm được những cái công việc lâu dài ở bên Nhật. Thì có một cái đối tác của Cosmos, đó là công ty GTN. Đây là một công ty 100% của Nhật Bản, chuyên hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ du học sinh, như là tìm nhà, giới thiệu việc làm, cũng như là hỗ trợ các bạn học sinh trong cái việc xin việc tại Nhật sau khi các bạn tốt nghiệp trường tiếng Nhật hoặc là các trường C môn hay là trường đại học. Vào kỳ du học tháng 10 năm 2019, GTN có tổ chức một cái chương trình du học rất là đặc biệt. Đây là chương trình du học với 3 cái điểm nổi bật sau đây. Điểm thứ nhất, đó là chương trình hỗ trợ cho học sinh vay 100% cái tiền học phí tại trường tiếng Nhật ở bên Nhật. Tức là học sinh đi du học theo chương trình này sẽ không phải trả trước tiền học phí cho trường Nhật ngữ, mà các bạn sẽ được hỗ trợ để sau khi sang Nhật, các bạn sẽ chỉ phải trả cái học phí này theo từng tháng một. Tức là chúng ta được trả góp mà không phải trả cái khoản phí trước khi đi Nhật. Thì cái tiền trả góp này chúng ta được trả góp, nhưng mà chúng ta lại không bị mất tiền lãi. Các bạn sẽ được trả cái tiền học phí ở trường tiếng Nhật trong vòng 1 năm. Mỗi tháng các bạn phải trả khoảng từ 3 man đến 5 man. Với cái chương trình này thì những bạn có gia đình khó khăn, chưa đủ tiền đi Nhật, thì chúng ta cũng không phải vay mượn ở ngân hàng để đi, mà chúng ta sẽ có thể đưa ra cái quyết định của mình nó thuận lợi hơn. Ưu điểm thứ hai của chương trình đó là rút ngắn cái quá trình học tiếng Nhật. Thì chương trình này đối tượng là các bạn đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, và sau khi các bạn học 1 năm ở trường Nhật ngữ, các bạn đạt cái trình độ tiếng Nhật khoảng N2 hoặc là N3, thì các bạn sẽ được giới thiệu việc làm để các bạn đi làm chính thức tại Nhật. Thì tất nhiên cái khả năng trở thành nhân viên chính thức tại Nhật sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của các bạn trong cái quá trình học tiếng Nhật ở bên Nhật, cũng như là quá trình chuẩn bị tiếng Nhật ở Việt Nam. Thì chương trình sẽ yêu cầu các bạn phải đăng ký sớm, và cho đến tháng 7 năm 2019, tức là trước khi xuất cảnh 3 tháng, là các bạn phải thi đỗ N4 của cái kỳ thi như là GLPT, NAT test hay là J-test. Ưu điểm thứ ba đó là sau khi qua Nhật du học thì ngay lập tức các bạn sẽ được GTN hỗ trợ về ký túc xá, công việc làm thêm, sim điện thoại hay là những cái thủ tục như là làm bảo hiểm hay là đăng ký, thì các bạn có thể ngay lập tức hòa nhập với cuộc sống ở bên Nhật. Các cái chuyên ngành mà các bạn có thể tham gia chương trình này thì hầu như tất cả các cái ngành đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên những cái ngành về kỹ thuật như là cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin thì sẽ có cái cơ hội xin việc làm chính thức tốt hơn. Còn những cái ngành bạn học về ngành kinh tế thì sang qua Nhật thì trong một năm này thì có thể các bạn sẽ phải học thêm một số những cái kỹ năng, những cái chứng chỉ, ví dụ như là chứng chỉ về kế toán chẳng hạn. Thì có những cái chứng chỉ đó cộng với khả năng tiếng Nhật thì cái khả năng xin việc chính thức sau một năm của bạn cũng rất là cao. Điều kiện tham gia của chương trình thì chương trình tuyển những bạn có thực sự có quyết tâm và muốn làm việc lâu dài tại Nhật Bản. Các bạn tham gia chương trình đều là các bạn sẽ tốt nghiệp đại học 4 năm tại Việt Nam, và độ tuổi thì giới hạn là từ 22 đến 26 tuổi. Thời hạn đăng ký chương trình thì là tháng 2 năm 2019. Và để biết rõ hơn về nội dung chương trình, để đưa ra những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, tìm hiểu kỹ hơn, thì chương trình có tổ chức một cái buổi thuyết minh vào 9 giờ sáng ngày 12 tháng 1. Địa điểm thì tại trung tâm Cosmos ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Và cái buổi đó thì bên phía công ty GTN sẽ giới thiệu cụ thể về chương trình. Mọi thông tin chi tiết cụ thể về chương trình du học vừa rồi, các bạn hãy liên hệ tới Học tiếng Nhật Cosmos qua các cách sau. Thứ nhất đó là qua Facebook fanpage Học tiếng Nhật Cosmos. Thứ hai đó là qua số điện thoại 0976065724 hoặc địa chỉ email tiengnhatcosmos@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Gosecho domo arigatou gozaimashita.